Trong bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở và lũ quét các tỉnh Tây Bắc, vùng đỏ đậm là nguy cơ trượt lở, lũ quét rất cao, đang chiếm phần lớn. Màu nhạt hơn là nguy cơ giảm dần. Vị trí lũ quét tại làng lũ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến 48 người tử vong và 36 người mất tích. Hay vị trí lũ quét tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khiến 34 người chết và mất tích đều nằm trong vùng báo động đỏ. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Những người sống sót cho biết, nghe tiếng nổ lớn và chỉ vài phút, một dòng suối đất đá từ trên cao phủ lấp cả ngôi làng. Quan sát hiện trường vụ việc, tiến sĩ Nguyễn Phú Thành, nghiên cứu viên cao cấp Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, người có hơn 40 năm nghiên cứu các vấn đề về địa chất và thiên tai, khẳng định đây là hiện tượng lũ quét. Thực tế hiện nay, khu vực thoát lũ thường bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, đang tập trung nhiều người sinh sống, nên khi sự cố xảy ra thường để lại hậu quả nặng nề. Để giảm thiểu thiệt hại của các vụ lũ quét, tiến sĩ Thành cho rằng nên quy hoạch người dân ở bên bờ cao kết hợp xây kè, bên bờ thấp là nơi thoát lũ để phục vụ sản xuất. Thực tế chứng minh trong câu chuyện 115 người tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, Bắc Hà tìm được nơi trú ẩn an toàn trên đồi cao. Theo những người dân ở đây, khi phát hiện nguy cơ sạt lở thì cả làng chủ động di chuyển lên một ngọn núi cao cách thôn khoảng 1 cây số để dựng lán trú ngụ tạm thời. Chuyên gia này cũng cho biết một dấu hiệu dân gian tránh rủi ro lũ quét là khi phát hiện sự bất thường của dòng suối, nước suối xuất hiện màu đỏ đục, mực nước hạ bất thường. Dấu hiệu này nghĩa là đầu nguồn bị lở, gây ra nguy cơ lũ quét tại hạ nguồn. Thôn Làng Nũ trước đây từng là một nơi trù phú nằm dưới chân núi Con Voi. Thế nhưng thảm họa lũ quét sạt lở đất vào sáng ngày 10 tháng 9 vùi lấp chốn thanh bình ấy dưới đống đổ nát, hoang tàn, gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Giờ đây, ước mong của những người may mắn thoát nạn là có một nơi ở mới, không xa thôn cũ. Bên cạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, một trong những nhiệm vụ quan trọng khác được tỉnh Lào Cai đặt ra đó là phải sớm ổn định đời sống cho người dân nơi đây, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Cả thôn Làng Nũ từng có hơn 37 hộ dân với 158 nhân khẩu. Sau thảm họa kinh hoàng, tới nay xác định được khoảng 70 người còn sống. Với niềm tin còn người là còn tất cả, quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam đang đồng hành tỉnh Lào Cai quyết tâm giúp người dân gây dựng lại cuộc sống. Không mất quá lâu để tìm chốn an cư mới cho người dân bằng các máy móc trang thiết bị hiện đại. Chỉ trong một buổi khảo sát vào chiều 12 tháng 9, các vị trí cắm cọc dựng nhà được lựa chọn. Trước mắt, đối với 37 hộ dân mất nhà, huyện Bảo Yên bố trí nơi ở tạm tại điểm trường mầm non. Việc tìm địa chỉ mới phải đảm bảo an toàn về địa chất, về tất cả các điều kiện như gần chỗ cũ, nơi có nguồn nước, có đất sản xuất, không gian. Bất cứ một người dân nào cũng sẽ có nhà mới. Cả những gia đình dù không còn ai vẫn sẽ được cất nhà cho người thân ở xa, có nơi để trở về. Cùng với 37 căn nhà, khu vực tái định cư mới đầy đủ các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, trạm y tế, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng.